Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, để chào đón năm mới Kỷ Hợi, một nghệ sĩ Đài Loan Trung Quốc đã cho ra mắt một tác phẩm chạm khắc siêu nhỏ lấy ý tưởng từ câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng Ba chú lợn con. Tác phẩm chạm khắc siêu nhỏ của nghệ sĩ Chen Feng Shen nằm vỏn vẹn trên một hạt gạo chỉ có chiều dài 1 mm. Theo nghệ nhân này, tác phẩm có mục đích nhắc nhở các em nhỏ nên cẩn thận và thực tế khi làm việc. Kích thước của ba chú heo con năm nay là 1 mm mỗi con. Tôi đã mất 3 tháng để hoàn thành tác phẩm này, trong khi tôi đã khắc hơn 20 con lợn khác và đều thất bại. Ba con này là những con mà tôi hài lòng nhất. Biểu cảm của ba chú heo nhỏ là khác nhau và chúng rất dễ thương. Tôi rất thích tác phẩm nghệ thuật này. Ông Chen Feng Shen đã làm ra các tác phẩm chạm khắc thu nhỏ về các linh vật của năm trong suốt 20 năm qua. Theo năm tháng, các tác phẩm của ông càng nhỏ và tinh xảo hơn. Mỗi năm, các tác phẩm điêu khắc thu nhỏ của tôi càng ngày càng thu nhỏ. Tôi không có ý định dừng công việc này và tôi muốn cảm nhận thêm khác biệt mới mỗi năm. Ông Chen đã chuyên về điêu khắc thu nhỏ từ năm 25 tuổi. Kể từ đó, ông đã hoàn thành hơn 200 tác phẩm nghệ thuật. Chỉ dưới 100 euro, bạn sẽ được tận hưởng một đêm ở thiên đường Brentwood, một khách sạn nhỏ ở phía bắc nước Đức. Điều đặc biệt là những đồ dùng tại đây đều có hình dáng của những chiếc xúc xích, từ xà phòng đến gối ôm hình xúc xích và thậm chí là giấy dán tường và cả kem có vị xúc xích. Nằm ở thị trấn Rittenberg ở phía nam của nước Đức, tại đây các phòng khách sạn có giá khởi điểm là 78 euro một đêm, trong khi phòng đôi có giá 98 euro, tất cả các vật dụng của khách sạn đều có hình dáng chiếc xúc xích. Bạn biết đấy, nước Đức vốn nổi tiếng với xúc xích và tôi muốn khách sạn này sẽ thể hiện một điều đặc biệt của nó, một khu vực để thể hiện sự đặc biệt. Tại khách sạn có một căn phòng được thiết kế toàn diện với hình nền xúc xích. Từ những chi tiết nhỏ nhất cũng có hình dáng xúc xích, khiến du khách không khỏi bất ngờ. Mọi thứ đều có liên quan đến xúc xích nướng, đơn giản chỉ là món tráng miệng, chẳng hạn như táo nướng xúc xích hoặc kem xúc xích. Đến với khách sạn, bạn cũng có thể tham gia những khóa học nấu ăn và cách chế biến xúc xích. Trang web của khách sạn còn cung cấp nhiều lựa chọn hàng hóa có sẵn cho những người thích ăn xúc xích. Hãng công nghệ khổng lồ Alibaba vừa ra mắt robot chuyên dùng phục vụ ở khách sạn tại hội nghị máy tính 2018 đang diễn ra tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Chú robot này có thể nói chuyện nhờ hệ thống hỗ trợ giọng nói Alizen, phần mềm cũng được dùng cho loa thông minh của Alibaba. Robot của Alibaba được trang bị bản đồ, hệ thống định vị tự động để xác định vật cản, hệ thống thông tin liên lạc để điều khiển thang máy và xác định danh tính thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Chỉ cao chưa đầy 1 mét, robot có thể di chuyển với vận tốc 1 mét trên giây. Sau khi đưa vào dùng thử tại khách sạn, Alibaba sẽ tiến hành đánh giá mức độ phù hợp với những nơi khác như bệnh viện, nhà hàng và dịch vụ bưu điện. Với công nghệ và tài nguyên của chúng tôi, trong tương lai, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách sạn nhiều hơn về các công cụ quản lý khách sạn. Theo đó, robot sẽ tự kiểm tra, đăng ký trên điện thoại di động của khách. Mục đích của loại dịch vụ này và công nghệ này là để cải thiện hiệu quả của dịch vụ và mang tính nhất quán trong chất lượng dịch vụ. Theo Hiệp hội Robot Quốc tế, thị trường robot dịch vụ đang ngày càng phát triển, được dự báo tăng trưởng từ 20% lên 25% đến năm 2020. Trong khi đó, dự báo doanh thu của ngành này trong năm 2018 đến năm 2020 đạt khoảng 27 tỷ đô la Mỹ trong phân khúc dịch vụ chuyên nghiệp. Một người đàn ông đến từ vùng Đông Bắc Afghanistan bỗng nhiên trở nên nổi tiếng bởi có diện mạo khá giống với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Người đàn ông có tên Abdusalem Mastun, 29 tuổi, chuyên hát trong đám cưới tại một ngôi làng hẻo lánh của tỉnh Badakhshan. Tất cả bắt đầu từ khi anh tham gia cuộc thi âm nhạc Afghanistan Star. Một vị giám khảo của cuộc thi âm nhạc này đã phát hiện ra một số nét tương đồng về ngoại hình giữa anh và Thủ tướng Canada, từ mái tóc cho đến gương mặt và nụ cười. Mọi người đều thấy sự tương đồng của tôi với Thủ tướng Canada và trên Facebook của tôi cũng có nhiều người bình luận về vấn đề này.
không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, anh Mastun còn thể hiện sự quan tâm của nhiều người bởi giọng hát quyến rũ. Anh hy vọng sự giống nhau đó có thể làm tăng cơ hội chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc mà anh tham gia. Và điều này cũng sẽ giúp cho việc hát đám cưới của anh tại quê nhà trở nên khởi sắc hơn. Mong muốn duy nhất của tôi là Thủ tướng Canada sẽ đưa tôi đến đất nước đó và tổ chức một buổi hòa nhạc để hát những bài hát của dân tộc chúng tôi, đưa mọi người đến với nghệ thuật của Afghanistan. Đến thời điểm hiện tại, Abdul là một trong 8 thí sinh sẽ tranh giải quán quân của Afghanistan Star vào tháng 3 tới. Liệu rằng sự giống nhau giữa anh và Thủ tướng Justin Trudeau có giúp anh làm nên kỳ tích? Ngày càng có nhiều người đàn ông New York đang theo đuổi phong trào không rác thải và một xu hướng được mọi người áp dụng tại đây đó chính là việc sử dụng bao bì đóng gói tại các cửa hàng. Điều này đã hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường. Khoảng hơn một năm trước, cô Katenila Bogativira nhìn thùng rác của mình và nhận ra rằng mọi sinh hoạt của mình đều đang để lại nhiều nhựa dư thừa và bao bì khác trước mắt. Chính vì thế, người phụ nữ 40 tuổi gốc Litva này đã có một ý tưởng mở một thị trường tạp hóa hoạt động mà không có bất cứ hình thức đóng gói nào. Theo đó, Bogativira đã mở chợ tạp hóa Brancy, phân phối một loạt các loại trái cây, các loại đậu và rau quả với số lượng lớn. Điều đó có nghĩa là khách hàng chọn số lượng mặt hàng họ muốn mua, khách mua hàng sẽ mang theo bao bì đóng gói của riêng mình. Tôi nghĩ rằng tất cả chất rác thải đều có ảnh hưởng đến môi trường. Nếu có nhiều doanh nghiệp và mọi người cùng không lựa chọn, thì chúng ta có thể giảm thiểu được điều đó. Bogativira dễ dàng thừa nhận ý tưởng về một thị trường không có bao bì đã được áp dụng trên khắp châu Âu, bao gồm cả quê hương của cô Litva, cũng như ở Berlin và nhiều địa phương khác. Bogativira nói rằng còn quá sớm để xem công việc kinh doanh của cô ấy như thế nào, nhưng những gì cô đang làm đã phần nào giúp ổn định thị trường và hình thành thói quen cho mọi người. Tôi rất thích điều này và tôi đã mua nhiều thứ ở cửa hàng miễn phí đóng gói. Tôi sẽ cố gắng để sao cho lượng rác thải nhựa là thấp nhất có thể. Để tạo thêm doanh thu, cô Bogativira dự định sẽ cung cấp các buổi nói chuyện và hội thảo về các chủ đề lựa chọn thực phẩm hữu cơ, nguồn gốc địa phương và thực phẩm có giá cả phải chăng hơn. Sử dụng bên nồi lẩu nóng, nhấp một chút rượu vodka, nhưng không phải trong một nhà hàng thông thường, mà là trong một nhà hàng xây hoàn toàn bằng băng tại lễ hội băng cáp nhị tân thường niên. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm nhà hàng lẩu băng này nhé. Nhiệt độ bên trong nhà hàng bằng băng này xuống dưới 0 độ C, một nhiệt độ quá lý tưởng cho những nồi lẩu nghi ngút khói. Trong lúc thưởng thức những món ăn ngon, du khách còn được chiêm ngưỡng những đồ đạc cũng làm hoàn toàn bằng băng. Một thế giới băng và tuyết là đặc sản của Cáp Nhĩ Tân, đó cũng là điều chúng tôi tự hào. Nếu chúng ta có thể chơi trong thế giới băng và tuyết, tại sao chúng ta không thể ăn lẩu và có một thức uống trong một ngôi nhà làm từ băng? Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra ngôi nhà băng để thu hút nhiều khách du lịch hơn và khách hàng trải nghiệm lửa và băng cùng một lúc. Có một điều thú vị trong nhà hàng bằng băng này, đó là khách hàng thường chọn uống vodka thay vì bia. Không phải họ không thích bia, mà bởi với nhiệt độ như vậy, chỉ 20 giây thôi là bia đã đóng băng rồi. Chúng tôi đến Cáp Nhĩ Tân và muốn trải nghiệm một môi trường có nhiệt độ dưới 0 độ C. Thông thường chúng tôi có lẩu trong một ngôi nhà máy lạnh, và đây là điều đầu tiên tôi có lẩu trong một ngôi nhà bằng băng. Tôi thấy hơi lạnh khi chúng tôi đến, nhưng nó ấm lên khi tôi ăn. Đối với tôi, nó cho phép chúng tôi có một cảm giác khác biệt. Nhà hàng lẩu bóng băng này là một trong những hoạt động bên lề của lễ hội băng Cáp Nhĩ Tân thường niên diễn ra tại thành phố lạnh nhất của Trung Quốc. Đến đây thì chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.